chào anh em nha. Hôm nay mình giới thiệu con này nó lẫn trong hàng của mình nha. Máy của nó là Toshiba, công suất là 250W này, tốc độ là 1400 đến 1700 vòng trên phút này, điện 100V này. Đó, công tắc ngay trực tiếp đây, con này là hút khí nha. Bên đây là cái cốc dầu của nó, cốc dầu của nó đổ dầu vào là đây là đầu hút này, công tắc à. Đầu này đầu hút này, đầu này đầu thổi ra, không biết là làm được cái máy gì nhá. Anh em biết cái máy gì thì đấy nhá, con này nó nặng tầm 18kg nhá. Anh em biết cái máy này nó sử dụng cái gì thì mua nhá. Còn ai không biết thì mua thì mua nhá. Đó, con này là mình bán là 500 chưa bao gồm phí ship vậy. Bởi con này nó nặng nó 18 cân đấy. 18 kg ấy. Con này ship nó hơi nặng ấy, con này ship phải 120-130 ấy. Bởi vì nó là 18 kg à. Đầu thổi ra, đầu hút vào à. Chạy rất êm nhá. Ai có nhu cầu thì alo cho mình nhá. Mình để số điện thoại ở dưới nhá.